Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh Đại Dịch Thổ, ngày Mậu Thân tức Can Sinh Chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Đại Dịch Thổ, kỵ tuổi Nhâm Dần, Giáp Dần, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn, thành thủy cục, xung với Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ và tuyệt Mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Dần, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Xá, đại cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu. Chỉ kiên kỵ, động thổ, sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Mạng Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Nam, Tài Thần, hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn luôn giữ được tâm trạng lạc quan, tích cực cho dù ở trong bất cứ tình huống nào. Và thậm chí với những khó khăn, rắc rối xuất hiện trong ngày hôm nay cũng không hề làm cho bạn chùn bước hay là chán nản, mà ngược lại, càng khó khăn thì bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn nữa. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch cho tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực từ rất nhiều người. Công sức mà bạn bỏ ra bây giờ sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai của mình. Bạn hãy duy trì trạng thái tốt này của mình nữa bạn tuổi Tý nhé. Đáng mừng hơn nữa, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được một gia đình rất hòa thuận, và dù công việc của bạn phải vất vả bao nhiêu đi chăng nữa thì khi về đến nhà, tình cảm ấm áp giữa các thành viên cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy hoàn toàn được thư giãn, quên đi hết mọi mệt nhọc và tìm ra được động lực để cho mình tiếp tục cố gắng. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim đưa ra được những quyết định sáng suốt, không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng sức đồng lòng giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc có nhiều hy vọng hơn trong tương lai của mình.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này sẽ làm cho bạn rất dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là với lãnh đạo. Và với bạn tuổi Sửu, không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không sớm muộn gì thì bạn phải là người chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa đó nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, dù có gặp phải khó khăn nhiều đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên nghĩ tới việc từ bỏ hoặc là thôi việc. Đó chỉ là hành động trốn chạy chứ không thể giải quyết được triệt để vấn đề, mà bạn cần phải dũng cảm để đối mặt với thử thách. Có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng được trưởng thành hơn. May mắn hơn, trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu ngày thứ ba này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không nên nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hạn chế những mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy dũng cảm đối diện với thử thách nếu như muốn phát triển bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, thay đổi góc độ nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dễ gây ấn tượng tốt với những người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang phạm phải ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay, và tiếc rằng không ai chủ động giúp đỡ cho bạn. Với bạn tuổi Dần, bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân mình rằng thử thách trong ngày hôm nay là điều mà bạn phải bắt buộc vượt qua nếu như muốn phát triển hơn nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, để tăng hiệu quả làm việc, một khi bắt tay vào công việc gì, bạn mệnh không nên sao nhã, nghĩ tới những chuyện khác khiến cho mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý tiếp thu, tôn trọng người góp ý cho mình nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn vốn là người tài giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình đang phụ trách. Vì vậy, dù hiện tại với bạn có vấp phải những khó khăn đi chăng nữa, nhưng sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhận ra tài năng của bạn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, làm việc vất vả mà không có được sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên sao nhã khi giải quyết những công việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, là người tài giỏi và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cố gắng sẽ được người khác công nhận và ngưỡng mộ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có thể vươn lên được vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Với bạn tuổi Mão, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Vì vậy, dù hiện tại với bạn có vất vả đến đâu thì bạn cũng đừng nên nản chí mà cần phải quyết tâm hơn nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, bạn được mọi người nể phục vì đức tính thông minh, nhân hậu và không ham danh lợi của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn cũng không nên vội hài lòng với hiện tại. Bạn vẫn có khả năng thăng tiến lên vị trí cao hơn hiện tại rất nhiều. Bạn đừng có dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt mặt mình nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người nhà lại không được quá yên bình. Và dù với bạn tuổi Mão có bận rộn đến đâu đi nữa, có lẽ đôi bên vẫn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn. Đừng có để cho quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt và có kẻ thứ ba chen chân vào nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đã được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng có vội hài lòng với thành công ở hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không hòa hợp với người thân trong gia đình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí Thìn giúp sức. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển tương đối là thuận lợi. Chỉ cần với bạn tuổi Thìn luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế với mọi người. Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bất cứ ai, mà bạn cần phải cởi mở với mọi người hơn, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu để giúp cho bạn nhận ra được những thiếu sót của bản thân và tìm được cách khắc phục chúng nữa. Xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 âm lịch. Ngày này theo nhị thập bát tú là ngày rực ngũ hành hỏa, rực hỏa xà 6, nên kiêng cự việc chôn cất, cưới gả, cất nhà, trụ cửa, gắn cửa hoặc là các vụ việc làm thủy lợi. Theo khổng minh, hôm nay cũng là ngày xấu, xuất hành đi xa không được thuận lợi, ra đi dễ bị nhỡ tàu xia, cầu tài không được như ý, trên đường đi dễ bị mất của hao tài, gặp nhiều bất lợi. Và nếu như bạn tuổi Thìn có công việc cần phải bắt buộc đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế những rủi ro và tăng thêm sự may mắn cho mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chú ý cách đối nhân xử thế. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên thực hiện các công việc trọng đại ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 86, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác, cho nên luôn có cách cư xử khéo léo và chẳng làm mất lòng ai cả. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nhanh chóng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh, thậm chí là lọt vào mắt xanh của quý nhân. Quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn ở hiện tại và mở ra đường hướng cho tương lai của bạn nữa. Trong cuộc sống, với bạn tuổi Tỵ, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả những người xa lạ. Và cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn hay là không, với những người được bạn giúp đỡ ở thời điểm này có thể sẽ giúp đỡ bạn lại trong tương lai. Đáng buồn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cho thấy với bạn đang gặp phải những vấn đề xảy ra trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Vợ chồng bạn liên tiếp xảy ra chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau và hai người nên hạ bớt cái tôi của mình xuống và ngừng công kích đối phương khiến cho tình cảm bị rạn vỡ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc được tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, công lao không được người khác ghi nhận. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 87, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ dường như bạn đang làm ngơ với gia đình và dành quá nhiều thời gian của mình cho công việc. Và dù với bạn tuổi Ngọ có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân của mình nhiều hơn, chứ đừng có làm ngơ trách nhiệm của mình với gia đình. Trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi Ngọ, đối với những người đang còn trẻ tuổi, có thể sẽ trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng do có những suy nghĩ khác biệt. Và dù mọi thế hệ có một quan điểm, một cách nghĩ khác nhau, nhưng với bạn tuổi Ngọ vẫn nên thử lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước, chứ đặt cái tôi cá nhân lên quá cao bạn tuổi Ngọ nhé. Trên phương diện sự nghiệp, bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy, dù bạn là người thẳng thắn, nhiệt tình, nhưng đôi khi lại trở nên bốc đồng và nóng vội, thậm chí là hành động mù quáng. Và nếu như bạn tuổi Ngọ không sửa đổi được mặt tính cách này thì bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và tự đẩy mình vào những rắc rối nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của những người đi trước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ không nên hành động bốc đồng, quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc chớ nên tự đẩy bản thân mình gặp phải những rắc rối. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ ba, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi vốn rất tài hoa, thông minh, tuy nhiên bạn lại thích làm việc theo cảm hứng nhất thời chứ không mấy kiên trì trong công việc ngày hôm nay. Và điều này có thể sẽ khiến cho công việc của bạn không đạt được kết quả như ý muốn nữa nhé.
Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, và dù bạn đang gặp phải những tình huống khó giải quyết như thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng đừng có vội bỏ cuộc, hãy kiên trì hơn, bởi biết đâu thành công đang rất gần với bạn rồi. Hơn nữa, việc bỏ cuộc giữa chừng có thể sẽ gây ra những rắc rối cho mọi người xung quanh nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên nói rõ thành lời. Và để có được như hiện tại là nhờ vào hai người luôn tôn trọng lẫn nhau, tâm sự và trao đổi những ý kiến với nhau trong mọi vấn đề, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì cả. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy kiên trì nếu như muốn đạt được kết quả cao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chớ nên gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có được sự thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay. Có thể với những mối đầu tư từ trước đó của bạn đã đến kỳ hạn thu hoạch và bạn chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình đã bỏ ra từ trước đó nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, bạn cũng có thể sẽ giàu lên một cách nhanh chóng nhờ vào vận may của mình trong các hoạt động như là trúng số, trúng thưởng hay là nhặt được một khoản tiền nào đó nhờ có được cát tinh trợ mệnh. Tuy nhiên, đây là sự phát triển không bền, bản mệnh vẫn cần phải dựa vào chính sức của mình nếu như muốn tương lai vẫn có được sự dư giả, có của ăn, của để và được sự giàu sang nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này cho thấy bạn mệnh cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương khớp, cột sống. Người lớn tuổi cần phải chú ý vận động không được quá sức, còn trẻ tuổi cũng không nên bỏ qua các cảnh báo dấu hiệu của cơ thể. Và đánh giá cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có cơ hội phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên làm giàu dựa vào chính công sức của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc đưa ra các cách giải quyết công việc một cách sáng suốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim cần phải chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp, cột sống. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy công việc của bạn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiến triển rất thuận lợi nhờ có được ngũ hành tam hội thúc đẩy. Với bạn tuổi Dậu, bạn sẵn sàng học hỏi được những điều mới mẻ từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng luôn tích cực áp dụng những kiến thức mới đã biết vào mọi việc nữa. May mắn hơn, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu có thể còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Và đây chính là cơ hội tốt để cho bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy lại cho bạn, khắc phục được những vướng mắc ở hiện tại và xác định được đường hướng cho công việc của bạn về sau này nữa nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú là ngày rực, có ngũ hành hỏa, rực hỏa xà không tốt, cho nên với bạn tuổi
Dậu cần phải kiêng cự những công việc như là chôn cất, cưới gả, xây cất về nhà cửa, trổ cửa, gắn cửa, các vụ việc làm thủy lợi. Ngày này, theo Khổng Minh cũng là ngày xấu, xuất hành thì không được thuận lợi, ra đi rất dễ bị nhỡ tàu xia, cầu tài không được như ý, trên đường đi dễ bị mất của, bất lợi. Và nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải bắt buộc đi xa thì bản mệnh cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn, tránh được những rủi ro xảy ra với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, sẵn sàng học hỏi được những điều mới. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, không ngần ngại đối diện với những thách thức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có được lộc về làm ăn. Và với bạn tuổi Tuất, bạn không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội về đầu tư, kinh doanh quá lâu mà cần phải có được sự quyết đoán để nắm bắt. Với bạn chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận trong nay mai mà thôi. Với bạn tuổi Tuất, bạn là người ôn hòa và rộng rãi, tuy nhiên trong lĩnh vực về chi tiêu, bạn cần phải lập ra những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Và nếu như cứ chi tiêu hoang phí thì dù có kiếm được tiền nhiều đến đâu đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ cháy túi mà thôi. Trên phương diện tình cảm, với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy với bạn đang trải qua một ngày rất vượng vận về đào hoa. Và nếu như bạn đã có đối tượng thầm thương trọn mến rồi mà đang còn độc thân thì bạn cũng nên cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Có người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên chần chừ, do dự khi đứng trước những cơ hội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, nhanh chóng thu được lợi nhuận qua các khoản đầu tư. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, không nên tiêu xài một cách phung phí. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối do kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Tuy nhiên với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì lại càng khó thoát được khỏi cái bẫy đã giăng sẵn của những kẻ tiểu nhân nhé. Trong công việc của bạn tuổi Hợi ngày thứ ba này, tâm tính của bạn dễ bị kích động, sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một công việc gì đó, với bạn cũng nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn, chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính. Tuy nhiên, bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. May mắn là cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia rất là tốt. Nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần vững vàng cho bạn. Và nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử thì bạn hãy trò chuyện với người ấy. Rất có thể người ấy sẽ giúp cho bạn đưa ra được những phương pháp giải quyết vấn đề sao cho thích hợp nhất và nhanh nhất nữa.
Về câu quýt cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần phải thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nửa kia là hậu phương vững chắc để cho bạn tiến bước. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!